phát hiện video deepfake với tổng tiền thưởng lên tới 10 triệu đô la Mỹ. Facebook vừa thông báo về một cuộc thi công khai nhằm phát triển công nghệ phát hiện các video deepfake. Cuộc thi có tên Deepfake Detection Challenge sẽ có cả bảng xếp hạng và tiền thưởng. Với cuộc thi này, công ty sẽ phát hành một bộ dữ liệu các gương mặt và video. Bộ dữ liệu này sẽ được xây dựng bằng cách ủy thác cho các diễn viên được trả tiền, và công ty hứa sẽ không sử dụng bất kỳ dữ liệu nào của người dùng Facebook. Cuộc thi sẽ chính thức ra mắt cùng với bộ dữ liệu đi kèm vào tháng 12 tới đây tại hội nghị về các hệ thống xử lý thông tin thần kinh ở Vancouver, Canada. Trong bài đăng trên blog của công ty vào thứ Năm vừa qua, CTO Facebook Mike Schoeffer cho biết, mục tiêu của cuộc thi là tạo nên công nghệ mà mọi người đều có thể sử dụng để phát hiện tốt hơn. Khi AI được sử dụng cho việc chỉnh sửa một đoạn video nhằm gây hiểu nhầm cho người xem, cuộc thi này sẽ được triển khai trong suốt năm 2020. Người chiến thắng sẽ được lựa chọn bằng việc sử dụng cơ chế kiểm tra cho phép các nhóm có thể chấm điểm mức độ hiệu quả của mỗi mô hình. Dựa trên việc đối đầu với một hoặc nhiều bộ thử nghiệm từ các đối tác sáng lập của chúng tôi, Deepfake đang trở thành vấn nạn của việc phát tán tin giả và đặc biệt nó lại càng nguy hiểm với khả năng chia sẻ dễ dàng trên một mạng xã hội có quy mô khổng lồ như Facebook. Trong khi mạng xã hội này vẫn đang lúng túng với vấn nạn này, một số đoạn video deepfake được tạo ra với gương mặt Mark Zuckerberg hay thượng nghị sĩ Nancy Pelosi được phát tán càng buộc công ty phải nhanh chóng tìm ra các giải pháp công nghệ để phát hiện những đoạn video bị thao túng này trước khi chúng trở nên tinh vi, đến mức không thể phát hiện bằng mắt thường.